Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ 4 bí quyết tự học IELTS ở nhà sao cho hiệu quả nhất. Các bí kíp này mình đã rút ra được từ kinh nghiệm của bản thân và cũng từ một số những người anh chị xung quanh đã đạt được thành tích cao trong kỳ thi IELTS. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Bí kíp đầu tiên đó chính là xác định mục đích cụ thể và thiết lập ra các mục tiêu để đạt được mục đích đó. Các bạn cũng phải phân biệt ra là đâu là mục tiêu và đâu là mục đích. Mục đích là cái đích đến mà bạn phải đạt được, còn mục tiêu là những cái mục tiêu nhỏ hơn bạn làm để đạt được cái đích đến to lớn hơn đó. Làm việc gì cũng vậy thôi các bạn, phải có mục đích. Và mục đích đó trả lời cho câu hỏi tại sao bạn lại làm công việc này. Tip số 2 là hãy cố gắng biến IELTS thành một phần cuộc sống của bạn. Nghe một phần cuộc sống nó hơi to tát quá đúng không? Nhưng cứ thử tưởng tượng đi, là ví dụ bạn yêu một người thì bạn cũng muốn người đó trở thành một cuộc sống của bạn và bạn dành nhiều thời gian cho người đó đúng không nào? Và hãy cố gắng biến IELTS thành như vậy và hãy dành nhiều thời gian cho nó. Khá là khó khăn với những người bắt đầu với IELTS đúng không nào? Mình bắt đầu thì mình không thể yêu người ta luôn được đúng không? Nhưng hãy cố gắng dành ra một khoảng thời gian nhất định trong ngày cho nó. Bởi vì bạn muốn tốt hơn mà đúng không? Thì phải bỏ thời gian xác định đánh đổi để đạt được mục tiêu. Ví dụ hôm nay bạn dành 30 phút để học từ mới, ngày mai sẽ là 30 phút để trau dồi khả năng speaking, ngày kia sẽ là listening, reading và rồi là writing nữa. Và khi mà bạn đã dành được 30 phút một ngày rồi thì bạn sẽ trở nên yêu thích nó hơn và sẽ dành nhiều thời gian cho nó hơn theo tiến độ đi lên. Ví dụ trong tháng 5 chẳng hạn, bạn dành 30 phút thì tháng 6 có thể bạn đã yêu thích tiếng Anh hơn rồi, bạn lại muốn dành cho nó 45 phút hay là 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi. Đó sẽ là cái tiến độ để cho bạn trở nên tốt hơn tiếng Anh sau này. Thành công sẽ chiếm đến 99% là nỗ lực, chỉ có 1% là may mắn thôi. Cố lên các bạn nhé! Trong quá trình biến tiếng Anh thành một phần của bản thân thì mình cũng đã trau dồi kỹ năng nghe và kỹ năng đọc thông qua thói quen là nghe tiếng Anh, đọc tiếng Anh thường xuyên và nhiều hơn. Và đó cũng chính là bí quyết thứ ba của mình, đó là hãy xây dựng thói quen nghe tiếng Anh và đọc tiếng Anh. Và thay bằng chỉ vì đọc báo tiếng Việt thôi thì mình sẽ đọc báo BBC của Anh hoặc là CNN của Mỹ, và đôi khi mình cũng vào phần tiếng Anh của VN Express để đọc tin tức. Bài báo này mình trích ra từ BBC tiếng Anh với tiêu đề là tại sao người Ấn Độ đang đưa ra nhiều phán quyết tử hình hơn. Mình đã học thêm được hai từ mới, đó là death sentence và execution, để nói về việc tử hình thay bằng từ death penalty mà mình đã học được trên trường lớp. Đó sẽ là ba cách để các bạn nói về việc tử hình phải không nào? Và ba cách này cũng sẽ trau dồi cái vốn từ vựng của bạn hơn để bạn có thể nói được nhiều từ trong phần speaking, sẽ gây ấn tượng cho ban giám khảo. Phần nghe thì mình đã nghe các video TED Talks trên YouTube và mình xem chương trình IELTS Face Off và 8 IELTS ở trên kênh VTV7 của Đài Truyền hình Việt Nam. Mình xem 8 IELTS, mình cực kỳ hâm mộ chị MC của 8 IELTS. Không biết mọi người có biết đến chị Phoebe Trần không ạ? Chị Phoebe Trần đấy là một ví dụ cực kỳ tốt cho người đã nói giỏi này, có tài ăn nói này, lại còn nói tiếng Anh cực kỳ tốt nữa. Nếu mà các bạn xem 8 IELTS mà tắt phần hình đi, chỉ nghe phần audio thôi, nghe giọng của chị Phoebe, chắc chắn các bạn sẽ không nghĩ rằng đấy là người Việt đâu, bởi vì accent Mỹ của chị cực kỳ tốt. Đừng quên là phải nốt lại từ mới và cấu trúc mới trong một quyển sổ để chúng ta có thể đọc lại bất cứ lúc nào. Bởi vì nếu mà không nốt lại thì các kiến thức đấy sẽ có thể dễ dàng nghe tai này lọt tai khác, bạn sẽ có thể quên ngay. Link các trang báo và kênh YouTube của TED Talks, kênh YouTube của IELTS Face Off hoặc là 8 IELTS mình sẽ để ở dưới phần description box, các bạn có thể tham khảo nhé. Có phải trước khi học IELTS thì chúng ta có xu hướng tự tìm tài liệu trên mạng đúng không? Mình cũng phạm phải các sai lầm như các bạn thôi, đó là mình cũng search tài liệu ở trên Google. Mình search như kiểu là 100 đề thi speaking chọn lọc hoặc là 100 đề thi listening chọn lọc chẳng hạn. Nhưng mà nó không chọn lọc đâu các bạn ạ. Nó cực kỳ tạp nham, rất là tạp nham luôn. Mình về, mình đọc lại, rồi mình lại thấy là những cái tài liệu này không phù hợp với kiến thức mình đang có. Mình học tốt hơn như thế này rất nhiều, hay là những kiến thức này quá khó, mình không thể nào mà theo luôn được. Vậy nên đây sẽ là tips cuối cùng của mình, đó là tham gia các diễn đàn hoặc các hội nhóm trên Facebook để tìm tài liệu và lắng nghe kinh nghiệm đến từ những người đi trước. Đôi khi mà mình chuẩn bị đi thi IELTS hoặc là chuẩn bị làm một bài kiểm tra IELTS chẳng hạn, thì mình có thể bắt gặp được những kinh nghiệm mà họ chia sẻ
Ví dụ như là hôm nay mình vừa đi thi về này, đề thi speaking hôm nay, họ sẽ hỏi về gia đình và lạm phát của Việt Nam nữa. Nói chung là họ sẽ đưa ra rất nhiều đề tài mà họ vừa mới đi thi về, nóng hổi và chia sẻ ngay cho các bạn luôn. Và mình tin rằng những kinh nghiệm đó là những kinh nghiệm thật, những kinh nghiệm đó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều nếu mà các bạn đang có chủ ý đi thi IELTS. Đây là 4 bí kíp mà mình đã thực hiện trong quá trình mình ôn luyện IELTS ở nhà, và mong rằng những bí kíp này sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn trong quá trình tự ôn luyện của các bạn, đúng không? Hãy comment bí quyết mà các bạn có thể làm được hay bí quyết từ chính bản thân bạn để chúng ta cùng giúp nhau xây dựng một cộng đồng học IELTS thật là hiệu quả nhé. Mình sẽ quay trở lại trong các video sau. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.